Sáng nay 21 tháng 12 tại huyện Bình Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng và Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Triệu Thế Hùng dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng và khánh thành cầu Phúc Điền kết nối quốc lộ 5 qua khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng. Cảm ơn công ty cổ phần đầu tư Trung Quý Bắc Ninh đã hoàn thành công trình cầu Phúc Điền, công trình do nhà đầu tư tài trợ cho tỉnh Hải Dương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Triệu Thế Hùng khẳng định, thời gian qua tỉnh Hải Dương đã chú trọng phát triển các khu công nghiệp để thu hút đầu tư và đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn. Việc khởi công khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng sẽ tiếp tục mở ra cơ hội thu hút đầu tư với định hướng của tỉnh sẽ thu hút các ngành nghề sản xuất hiện đại, công nghệ cao, công nghiệp sạch, điện, điện tử, logistics. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Bình Giang cùng các sở ngành liên quan tiếp tục đồng hành hỗ trợ để chủ đầu tư hạ tầng triển khai thi công thuận lợi, sớm đưa khu công nghiệp vào khai thác. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương thi công hoàn thành đường 394B nối quốc lộ 5 và khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng. Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các sở ngành, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục nhận bàn giao cầu Phúc Điền về tỉnh quản lý theo quy định. Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô hơn 235 ha, tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành 36 tháng. Đây là khu công nghiệp có vị trí thuận lợi về giao thông, cùng với việc hoàn thành cầu Phúc Điền và tuyến đường 394B sẽ tạo trục kết nối quốc lộ 5 với đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, tạo thuận tiện trong lưu thông từ khu công nghiệp đến các sân bay, cảng biển và địa phương lân cận.